Dạ. Hết. Ba không đủ đâu. Còn có mỗi mấy à. Coi dư mai ăn. Phát xuống lấy ớt phát. Chị kêu nó mua 5 mẫu bánh mì mà dạ, ta bán là thờ ăn á, bánh mì xốp vậy đó. Đồng bài nha. Cái bắp kia mày hết luôn. Mẹ mới xuống lấy ớt. Có cá một đó. Ớt cắt ra hai trái vô. Ơi, ớt có sụp cá. Hết rồi. Quay vô thái mua đi. Xí muội á mới ngon. Tại em thấy đâu có bán từ xí muội. Có từ đó thì có. Bên ơi, bên có chú bé chạy lên ớt bên ơi. Lấy cho em chạy lên ớt ra ăn luôn là bên, vô má ra ăn luôn. Nóng tới đâu ăn tới đó em rồi. Rồi lại đây cho tôi gói cái lô ra kêu mẹ ăn luôn nè. Ăn gì ngon nè. Chắc ăn chả tương ớt rồi con. Cái gì tương ớt à? Nó chín gì. Chưa, nó còn sống nhan nè. Cái này ớt 12 đảng nguyên con nghe nướng. Mày nướng hết ớt hả? Cho ơi, gặp được sắp 200 ngàn. Đảm không? Nhét. Ngu gì? Cái này là một con hay nửa con? Ăn rồi uống nước hết, nó khỏi gì đâu. Con nó lớn. Vậy chứ chùm chườm thiết bên. Đúng mẹ. Mi đâu rồi? Ủa làm đêm mình đầu năm gì? Ê, nó phóng rồi. Cái gì vậy? Hổn hả? Chùm chườm thiết bên. Nè một bạn nó chín rồi nè. Thử cho anh thử. Rồi, để thử rửa, em rửa cho. Rửa cho. Tâm ơi anh Tâm. Nóng lắm à. Không có vừa ăn chưa để biết. Rồi vừa. Hơi ngọt em ơi. Hả? Hơi ngọt. Có thể gọi lại như đường vậy đó. Rồi. Chấm nước tương. Thịt nướng không ngọt. Nhậu không? Nướng mà anh ăn, ai biếm thử, tao thử miếng. Mày mẹ đi, mày đi trời đâu. Mày thử xe mày xe chụp như thế mà nồi. Ờ, biếm chặt đá đi. Phá chặt đá đi, phá. Mua 10.000 đá đi. Chạy thì mua hay chặt? Chạy mua hay chặt? Không mua khỏi chặt. Đá sẽ uống, đá chặt sẽ uống. Mua đó, nó bi á. Thôi khỏi. Rồi, mua đi. Lấy 5.000 đá thôi. Ủa thôi, mua không nó bi ra. Mua nó bi á. Lấy cái thùng mà, lấy cái thùng mới phát. Lấy bỏ đi. Bỏ cái thùng, chặt nhỏ đi. Thôi giờ nó chặt rồi, nó chặt. Hả? Chặt nhỏ đúng không con? Chặt cái xích không? Để mua nó bi nhanh. Dở hả? Ngon mà. Bi nó cởi lên, muốn sân bay đó là gì? Nó là chịu đựng đến 15 tiếng hồ đó. Mình bên đó mùa lạnh mà. Không đâu, quên nó hết rồi. Đi về. Nó về đó. Wow. Đồ mày mua nhiều quá phát. Đá đây, bỏ đá vô. Bia dưới này không kìa. Cô dùng luôn đi. Đây, tao rót cho. Em uống nước ngọt trước, để bụng về chết tí nô. Ừ, nó nói 15 phút nó về, nó mới chớp, mày chớp. Ủa cái này của ai vậy? Mày mới ăn quá à. Phải không?
không? Ngoài à? Chạy với bình hồi, muốn mì, bánh mì, bình hồi hết rồi. Để thôi xuống đi ngồi luôn đi. Ông trời, cái gì cũng được. Ông nội đã có nhậu rồi. Mua mì, cái kia mua mì đâu. Sớm, nóng giòn mà bà thời hết rồi bà thời. Rồi đi vô đi, cất xe lẹ lẹ lẹ, nóng giòn. Ủa bà mới đầu về. Tức tươi không? Bà lạc bỏ vô, giòn lên. Thơm, thơm lắm. Thơm béo. Dạ không, nếu mà thịt nướng á. Hồi đó nó nấu đồ ăn cho ông Thao mà phải không? Phải đâu, nó đây nè. Mà. Có, nó mì gói. Bày nó cơm. Trứng nữa. Ủa mày cũng vậy vậy? Bầu luộc xào trứng, bầu luộc trứng á, bầu luộc trộn vô trứng á. Mày cũng một thời luôn hả? Thời nhỏ là ăn dầm dầm về với nó. Đó rồi, cái chơi đó nó ăn cơm ngủ với đó không à. Ủa nhà ổng đâu có ăn nít đâu mà. Có, chơi. Có con bút ổng. Ăn gọi là vừa đủ thôi, nó ngon, nhưng mà ăn nhiều quá lại ngán. Cái này ngon rồi. Nướng vừa đủ thôi. Nướng vừa đủ ăn để thèm thôi. Nướng nhiều quá ăn ngán ghê lắm. Vô. Ủa người lái cho tao cắt cái táo siêu khủng cho mày coi. Mà quăng vô đây chưa? Rồi. Trời, được quá, chồng hiểu cái vợ. Mấy trái? Bỏ vô nó lạnh. Một trái hay hai trái? Hai trái đi. Bây giờ má táo khủng luôn á. Bự bằng tay á. Cái loại New York thì nó ăn nhiều. Tới ăn tới. Nè ăn thử đi nè. New York nó có gân nhiều. Bao ngon luôn. Ăn người cho mình bò cái sữa ăn ngon ta. Bò mà bò nó ăn cái sữa. Bò sữa. Bò sữa chắc không ăn đâu nhỉ. Có chứ. Mày bò sữa sao không vậy? Bò sữa có ăn không vậy? Cũng bò sữa. Chắc thịt nó không ngon là tại chủ bò sữa nó hết đát rồi. Có ai ăn không vậy? Cái đó không biết. Ở đây bị đâu ta? Đây bị bán dẹt chứ. Ngon. Ngon. Đùa mà táo bọt luôn. Ngọt lắm hả? Tâm nữ miếng tâm ngọt ngay luôn á. Cái này không ăn mà chưa ngọt nhiều. Đến chắc đi ngọt hơn. Tới nãy em chắc ngọt hơn. Quá là không ngọt bằng. Nhưng mà giờ ăn ngon rồi. Không có nước mà táo này á. Cái táo này ăn thay, ăn gọi là ăn thay ăn hàng được luôn á. Ăn gần ăn ngon hơn mấy cái loại khác luôn á. Mày chấm tiêu cay cay vậy. Ngon hơn bơm này ạ. Ăn này sướng ăn bơm. Kết thúc buổi nhậu.